Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, hiện đã xuất hiện cùng lúc nhiều ổ dịch trên cả nước, trong đó có những ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Điều này cho thấy đã tồn tại từ trước các ca bệnh trong cộng đồng. Các ca bệnh hiện nay có chủng của Ấn Độ có khả năng lây nhiễm nhanh và mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao. Do đó đề nghị tất cả các địa phương, các cấp, các ngành ngay lập tức kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất, khởi động lại tổ COVID cộng đồng, đặc biệt không được lơ là chủ quan. Yêu cầu quán triệt lại 3 vấn đề quan trọng nhất là ngăn chặn, cách ly và khoanh vùng dập dịch. Bây giờ chúng ta khép kín cái chu trình từ lúc đăng ký vào Việt Nam cho đến lúc cách ly, cho lúc theo dõi y tế sau cách ly. Tức là bây giờ tối thiểu như cũ quy định là 14 ngày cộng 14 ngày. Bây giờ thì Bộ Y tế vừa mới yêu cầu trong tạm thời trước mắt phải tăng lên 21 ngày cách ly. Thì trong thời gian đấy là một chu trình khép kín. Và nhất thiết ở Trung ương là năm bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông, Ngoại giao phải cùng đồng ý. Và địa phương các ông chí cũng áp dụng tương tự, địa phương thì không có ngoại giao, không có giao thông, thì ở địa phương thay vào đấy là cái công thương và lao động. Thì chúng ta phải chủ động và bàn giao đến tất doanh nghiệp và đến tất cái cơ sở cho đến hết thời gian ít nhất 28 ngày. Chúng tôi đã giao cho Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông là chỉ đạo dùng tất cả các công cụ, cả phần cứng, tới đây sẽ cho nhập khẩu các cái vòng đeo tay. Một số công cụ phần mềm do Việt Nam làm, nhưng mà quan trọng hàng đầu là những cái công cụ kỹ thuật đấy, kể cả các nước tiên tiến cũng vẫn có sở hỏng. Cho nên chúng ta phải kích hoạt toàn bộ cái hệ thống, cái tổ COVID cộng đồng chúng ta để làm cái việc giám sát. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương khởi động lại việc đánh giá mức độ phòng dịch an toàn. Bộ Y tế có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng tuần. Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu cần có sự phối hợp xử lý linh hoạt các vấn đề liên quan đến các địa phương lân cận, tránh để ách tắc, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đảm bảo vừa làm tốt công tác chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để xảy ra bùng phát dịch phức tạp tại một số địa phương như hiện nay, có nguyên nhân cơ bản là sự lơ là của nhiều địa phương, của cấp chính quyền và một bộ phận người dân. Thủ tướng yêu cầu ngay lập tức siết chặt lại công tác xuất nhập cảnh, ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép trên toàn quốc. Cái xuất nhập cảnh trái phép và quản lý cái cư trú trái phép, đề nghị là Bộ Công an phải huy động lực lượng công an rà soát và kiểm điểm đánh giá lại cái việc này. Bây giờ sờ đến tỉnh nào cũng có cả. Báo cáo với các đồng chí rõ ràng cái chỗ này, tôi đề nghị đồng chí bí thư cấp ủy các cấp, rồi là thủ trưởng các cơ quan chính quyền, rồi đặc biệt là cả hệ thống chính trị mà, thì cả mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội nữa, chúng ta cùng nhau chúng ta rà soát báo cáo với các đồng chí. Nếu hệ thống chính trị chúng ta vững vàng, chúng ta chắc chắn, cộng với sự hợp tác của nhân dân thì chẳng có ông nào thoát được cả. Thế thì vừa rồi lực lượng công an các ông chỉ có công an cơ sở rồi, không ở phường, ở xã là đều có công an chính quy rồi. Thì chỗ này là các ông chỉ phải phát huy lên. Đó. Nhưng mà không thể thiếu được vai trò của người dân. Người dân mà không vào cuộc nó cũng làm được. Thủ tướng cũng yêu cầu công tác phòng chống dịch cần có sự chuyển đổi linh hoạt từ phòng ngự là chủ yếu sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự với tấn công. Khi bắt buộc phải thực hiện giãn cách, cần cố gắng khoanh vùng giãn cách ở quy mô nhỏ nhất có thể để đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế xã hội. Yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu bằng mọi cách tiếp cận được vaccine để triển khai tiêm cho người dân, có phương án sẵn sàng trong mọi tình huống, không để xảy ra bất ngờ. Các địa phương chuẩn bị báo cáo Trung ương các kịch bản ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo sẵn sàng cho công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp.